Ngày 26 tháng 2, tại Bộ Ngoại giao, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo nhân chuyến thăm tới Việt Nam, tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần thứ hai từ ngày 27 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019. Đánh giá cao việc Hoa Kỳ và Triều Tiên lựa chọn Việt Nam là địa điểm cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ, Hội nghị sẽ diễn ra thành công, góp phần thúc đẩy giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Trong thời gian qua, quan hệ song phương Việt Nam Hoa Kỳ đã lên tầm cao mới là đối tác toàn diện. Hai bên đã nhất trí ưu tiên thúc đẩy trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao trong năm 2019, hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2020, tiếp tục coi hợp tác thương mại và đầu tư là động lực cho quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Michael Pompeo khẳng định Hoa Kỳ luôn coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam, trên cơ sở thúc đẩy quan hệ song phương phát triển thực chất hơn trong thời gian tới, với mong muốn Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Về vấn đề biển Đông, hai bên tái khẳng định ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp tại biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước Liên hợp quốc về luật biển năm 1982 tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý thực hiện hiệu quả và đầy đủ tuyên bố ứng xử của các bên tại biển đông doc và sớm ký kết bộ quy tắc ứng xử tại biển đông coc